Đó, nó có hộp đẹp mà. Không, không có thấy là ai vậy. Quần cao Halloween time. Last year we went to Norway. We have a camper van, so most of the time we trek near to here. Ready? Sure, we should be able to get back to the hotel about 2:30, get back down to the main car. Was the area about? Oh. Back up for last day. No. Let's go. If we can get back to the
Pine legend. In Oriental feng shui, Funzi Pine is considered Vietnam's good layer of earth, so it's an important spiritual place for the nation of Vietnam. Here, you will discover spiritual and cultural pagodas that are a must sightsee on your journey to conquer the peak. On your journey, you will walk by Thang Van Dat Lo, Bich Van Thien Thu Pagoda, Dai Hong Chong, a 9-story high waterfall, the Arhat Road, the Buddha statue, Son Tam. During your journey, if you detect any flammable items, fire, cigarette butts, or any forest fire risk, please quickly extinguish the fire and immediately inform the nearest staff member. Thank you for your cooperation. Chào mừng quý khách đến với khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Largest vertical ascent between the departure and arrival stations, measuring 1,410 meters. Designed and installed by world-renowned Austrian cable car manufacturer Doppelmayr. You will soon arrive at Fansipan Terminal. Here, you can take a rest, go shopping, visit our spiritual landmark. Five stars.
nhìn một người miễn phí cả nước uống vệ sinh, view cao cảnh đẹp. Bảy này các cô chú này, view nhà cháu là view cao nhất bản, mấy chú đây cảnh view núi rồi mà tham bên dưới, còn cảnh bản cát cát từ trên cao này xuống này là mấy ngàn sạt thẳng như này. Các bạn với mông chơi nhà mình vào trong này tham quan ngắm cảnh như bảy này chị ơi. View nhà em là view cao núi, chú đây cảnh view núi rồi mà tham bên dưới này là view đẹp đấy, khi mình đi Sa Pa chơi các bạn chơi đâu ạ. Vào trong này tham quan ngắm cảnh như bảy
cái chục triệu à? Thay đổi vị trí đi. Cái chỗ sau thứ hai là đi tới, nó nói muốn lắm nói thì nhiều đi thì sao đâu.